Công an Phú Yên thông tin vụ nghi phạm trộm xe chết trong nhà tạm giữ. Công an tỉnh Phú Yên cho biết, người bị tạm giữ là Đào Bá Phi, sinh năm 1984, ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa. Ngày 20 tháng 10, Công an tỉnh Phú Yên phát đi thông cáo báo chí về việc người bị tạm giữ tử vong trong nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa. Theo cơ quan chức năng, chiều ngày 16 tháng 10, nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa đã tổ chức khám sức khỏe và xác định anh Đào Bá Phi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau đầu nhẹ, có tiền sử sử dụng ma túy. Đến rạng sáng ngày 18 tháng 10, một người đang bị tạm giam cùng phòng phát hiện anh Phi chết trong tư thế treo cổ nên hô lớn. Ngay lúc đó, cán bộ nhà tạm giữ tiến hành sơ cứu và chuyển Phi đến trung tâm y tế thị xã Đông Hòa để cấp cứu nhưng anh này đã tử vong. Công an tỉnh cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thông báo về thời gian, địa điểm khám nghiệm tử thi và đề nghị gia đình anh Đào Bá Phi chứng kiến. Tuy nhiên, gia đình đưa ra các điều kiện không phù hợp nên hội đồng khám nghiệm đã tiến hành khám nghiệm tử thi anh Phi theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, quanh cổ của anh Phi có rãnh hằn, xác da không khép kín dài 41cm, hướng từ dưới lên trên, từ phải qua trái. Vùng đầu và toàn bộ thân thể không phát hiện dấu vết thương tích, thương tổn, các cơ quan nội tạng không bị tổn thương. Công an nhận định nguyên nhân chết của Đào Bá Phi do ngạt cơ học. Khám nghiệm xong, nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa đến gặp ông Đào Bá Cường thông báo và đề nghị gia đình nhận thi hài con trai mai táng, nhưng gia đình không nhận. Vì thế, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thị xã Đông Hòa đã làm thủ tục mai táng theo quy định. Trước đó, ngày 16 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa điều tra vụ mất trộm xe máy tại thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa. Công an xác định Đào Bá Phi cùng Trần Đại Quang Long, sinh năm 1984, ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Tại cơ quan công an, Đào Bá Phi khai cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên, từ khoảng tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022. Vì vậy, Công an thị xã Đông Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phi và Long về hành vi trộm cắp tài sản.